có cái cây mình uốn á, nhưng mà mới đầu cái cây nó sẽ rất là khó chịu, nhưng mình uốn một thời gian mình bỏ cái dây kẽm ra thì nó lại ra lại. Ok, vậy thì khi chúng ta đang nhìn ở cái góc nào, nếu chúng ta đang nhìn ở góc là chúng ta chỉ có làm bên ngoài không cũng không đủ, chỉ có làm bên trong không cũng chưa đủ. Đi sâu về cái gọi là quản trị doanh nghiệp đúng không ạ? Thì nó có như anh Bình có nói là cái sự hài hòa. Thế nhưng sẽ có những cái tình huống mà một cái doanh nghiệp lớn thì mình phải có nội quy, phải có vân vân. Thế thì những người khác biệt, những người không tuân thủ chẳng hạn, họ không được phép như thế hay sao? Và làm cách nào để họ có thể hài hòa một cách tự nguyện thay vì hài hòa một cách bắt buộc? Vậy thì chúng ta có hai cách tác động đến con người. Một cách tác động từ bên ngoài, tức là mình phải có một cái gì đó mình nắm, mình hay gọi là đưa vào 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 luồng. Và một cái là nó control, tức là nó điều khiển từ bên trong. Vậy thì lúc đầu ở một tổ chức thì chúng ta phải có một cái thứ để hướng mọi người đi vào một cái luồng, các quy định, các cái rule. Ban đầu là ép, giống như cái bonsai nhé, mới đầu là mình phải có cái cây mình uốn á, nhưng mà mới đầu cái cây nó sẽ rất là khó chịu, nhưng mình uốn một thời gian mình bỏ cái dây kẽm ra thì cái nó vẫn thành hình. Vậy thì đầu tiên là phải có cái từ bên ngoài, sau đó đừng dừng lại ở đó mà tiếp tục bồi bổ cho họ cái bên trong. Và cái bên trong chính là cái mà năng động kim cương đang thực hiện đấy. Vậy thì không có cái bên ngoài cũng không đủ nhé. Nhưng nếu thiếu cái bên trong thì bạn uốn xong, bạn bỏ cái dây kẽm ra nó lại ra lại. Ok, vậy thì khi chúng ta đang nhìn ở cái góc nào, nếu chúng ta đang nhìn ở góc là chúng ta chỉ có làm bên ngoài không cũng không đủ, chỉ có làm bên trong không cũng chưa đủ, mà cần phải làm cả hai. Và trong mỗi một giai đoạn thì cái hàm lượng này nó khác nhau. Giai đoạn đầu thì bên ngoài ép nhiều hơn, sau đó đào tạo bên trong. Giai đoạn sau á thì nhả bớt những cái nội quy ở bên ngoài đi, sau đó thì tăng bên trong lên. Vậy thì tùy từng doanh nghiệp nó có cái độ, cái hàm lượng này nó khác nhau, nó không giống nhau đâu. Trên nếu chúng ta áp dụng những quy định một cách cứng nhắc, mình tạo lên cái sự phản ứng ở trong nội bộ. Và đó là cách mà tôi đang làm ở DCI. Cái này thì đúng là nó nghe nó cũng rất giống với những cái gọi là vision, tức là cái tầm nhìn của doanh nghiệp cũng như là các giá trị cốt lõi mà những nhân viên của một doanh nghiệp sẽ nên có trong cái doanh nghiệp đấy đúng không ạ? Hồi nãy thì anh Bình có nói tới một cái cụm từ đó là bao trùm lên cả cái triết lý này, đó là trao đi những điều mình bạn muốn. muốn. Thế thì nghe cũng rất đơn giản, nhưng mà tại sao nó lại trẻ chia ra tới 14 khóa học rồi 14 cấp độ, thì những cái đấy nó có cái gì đằng sau cái triết lý này, nó là còn là những cái gì nữa mà nó trở nên nhiều như thế, phức tạp như thế? Nếu mà nói về triết lý đi, đó là cái nó giống như sợi chỉ đỏ dẫn đường. Vậy thì có 14 hay 15 hay 16 hay nhiều cấp độ, nó thể hiện được cái triết lý đó. Vậy thì tại sao mà người thầy của tôi lại chia làm ra 14 cấp độ? Là mỗi một năm thầy chỉ ra một cấp độ, và một cấp độ đó giải quyết cái vấn đề nóng hổi trong xã hội ở cái giai đoạn đó. Cho nên là thầy không có sẵn những cái chủ đề sẵn đâu để viết đâu. Không, năm nay cái gì nó đang nổi trội thì ứng dụng cái trí tuệ đó để viết, để giải quyết được đúng vấn đề đó. Vậy thì 2009 thầy bắt đầu, đó chính là thầy viết năng động kim cương cấp độ 1. Và khởi điểm là ở tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Một cái doanh nghiệp rất lớn mời thầy sang chia sẻ. Và họ đặt hàng thầy là tại sao những cái triết lý của thầy nó hay vậy mà thầy không biến thành cái khóa học để cho chúng tôi có từng bước, từng bước, từng bước, từng bước chúng tôi thực hành. Chứ còn thầy nói rộng quá, tôi không có dùng được. Thế thầy mới bảo là cũng là một ý kiến hay. Cả một cái thứ mà nó hổ lốn như vậy, nó nhiều như vậy, nó rất là khó hiểu, nhưng biến ra thành những cái step, những cái bước để mọi người dễ thực hành, thế thì đẹp. Thế là thầy bắt đầu viết cấp độ 1. Thời điểm lúc đó là khủng hoảng kinh tế. Vậy thì thầy biết là làm ra tiền. Làm cách nào tôi tạo ra tiền, làm cách nào ứng dụng cái này để tôi giàu có. Cấp độ 2 thầy mới nói là tiền thì có rồi, tức là cái bên ngoài. Vậy cái bên trong thì sao? Bên trong chúng ta sở hữu cái gì? Lúc đó thì thầy bắt đầu mấy tài năng, khai thác những cái gì tài năng của chúng ta, đam mê, và cuối cùng là gì quá sâu sắc, đó là mục đích sống. Chúng ta sống để làm gì?
Vậy thì từ cấp độ 1 đến cấp độ 2 là thầy đi từ ngoài vào trong. Tức là chỉ có hai cấp độ thôi. Bắt đầu và cái thầy viết là hau lắm nè, rất rõ từng bước một, hau. Mình không cần phải đoán nữa mà là hau. Sau khi từ bên ngoài có rồi, bên trong có rồi, bắt đầu thầy đến cấp độ 3 là gì? Làm cách nào làm chủ được tâm trí này. Có những lúc chúng ta rất là tiêu cực đúng không? Buồn chán đúng không? Thất vọng, nản. Có những lúc chúng ta cảm thấy cuộc đời nó rất là vô nghĩa. Có những lúc chúng ta rất bị xáo trộn. Vậy thì cái gì nó làm chủ được? Thì thầy mới đi vào cấp độ 3. Làm chủ nó. Nhiều tiền quá cũng cực. Ít tiền cũng cực. Nhiều bạn cũng cực, không có bạn cũng chết. Cô đơn càng buồn. Mà nhiều bồ thì còn buồn hơn. Tức là nhiều cái rất là gì xáo trộn trong cuộc sống của chúng ta. Vậy làm cái nào làm chủ được nó. Và sau khi làm xong thì đến cấp độ 4, thầy chuyển qua là gì? Bây giờ không còn mình nữa rồi, bắt đầu quan tâm người ngoài. Lúc qua thầy bắt đầu viết là mối quan hệ. Tôi đâu có sống một mình, tôi còn gia đình, vợ con. Đặc biệt là đối với những người mà họ thiếu hạnh phúc, vậy thì làm cách nào có những người bạn đời, gieo trồng kiến tạo ra những người bạn đời. Quá thú vị. Và cái chủ đề đó ở Việt Nam thì rất là hot mà. Nhiều người là ê sắc ế là rất là thích. Thế thì đến chủ đề năm, thầy không dừng lại ở các mối quan hệ cá nhân nữa. Thầy bắt đầu đưa nó vào mối quan hệ trong doanh nghiệp. Các bí quyết để xây dựng nguồn lực mối quan hệ trong doanh nghiệp. Có nghĩa bạn nhìn các cái chủ đề thầy đi, nó rất là đời như vậy. Thế nó mới tạo lên sự bùng nổ của năng lượng kim cương trên toàn cầu. Chứ nó không phải là một cái thứ mà nó ảo đâu ạ. Mà nó rất cụ thể, rất chi tiết trong từng giai đoạn như vậy. Sau khi đi 5 cấp độ xong, mọi người bắt đầu không đề phòng. Thầy mới quay ngược lại cấp độ cực kỳ, phải nói là bùng nổ ở ngay cái thời điểm đó. Bí mật mà chúng ta không hạnh phúc ấy, anh em mình không hạnh phúc, đó là do các cơn nghiện. Nghiện những thói quen xấu. Nghiện việc cũng chết, nghiện tiền cũng chết, nghiện tình cũng chết, đúng không ạ? Nghiện tiêu cực cũng chết. Vậy thì rất nhiều cái cơn nghiện mà mình không biết, mà đâu có ai dạy mình làm nào để stop nữa. Thì đến cấp độ 6, thầy mình nói là stop đi. Đây là phương cách để cho mọi người stop này. Không stop được ngay thì cũng giảm được. Thế là thầy viết cấp độ 6. Và cứ lần lượt như vậy. Thì Hải Trường cứ tưởng tượng là chúng ta cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cùng cái trí tuệ đó thôi. Giống như là từng cùng cái nguyên liệu đó thôi, nhưng mà có thể nấu ra rất là nhiều món ăn. Và những món ăn đó nó phục vụ cho cuộc sống này, chứ nó không phục vụ cho công việc tu tập, hay là không phục vụ cho những cái gì triết lý sâu xa đâu. Tôi thích nhất năng lượng kim cương vì nó là đời. Và thứ đó nó khiến cho tôi dành phần đời còn lại để có thể lan tỏa triết lý này, và dùng chính cái nguyên liệu đó để xây dựng được một cái hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Bắt đầu từ mầm non, sau đó lên liên cấp, và ứng dụng để nó phát triển cái nền móng của những đứa trẻ. Ở các cái quốc gia khác á, thì khi chúng ta làm giáo dục cho các cái trẻ em á, thì người ta phát triển nhân cách của trẻ, cái móng của trẻ rất là chắc, rồi kỹ năng kiến thức nó vào sao. Và những người mà ví dụ như là bên Phần Lan đi, những người mà muốn dạy được mầm non tiểu học là trình độ tiến sĩ, còn dạy đại học chỉ cần cử nhân dạy. Nó ngược như vậy đó. Bởi vì người ta biết được cái tầm quan trọng của cái nền móng xây dựng nhân cách của trẻ. Thế thì tôi cũng ứng dụng những thứ đó và đang xây dựng, và hy vọng là sẽ giúp được tí gì đó cho giáo dục Việt Nam. Cảm ơn anh chia sẻ rất là nhiều những cái chủ đề, như anh nói dùng cái từ đó là rất là đời, rất là gần gũi với cuộc sống của mình. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!